Xin chào các bạn, đây là phần 2 câu chuyện về đất nước Israel. Phần 2 này sẽ cung cấp thêm các bạn những góc nhìn khác và những câu chuyện thú vị hơn nữa về một đất nước nhỏ với thành tựu lớn. Chào mừng đến với Israel, chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh Story. Israel là một quốc gia nhỏ nằm ở Trung Đông, có diện tích là 20.770 km2. Diện tích này lớn gấp đôi những tỉnh như là Thanh Hóa và Quảng Nam của nước ta. Đất nước này có khí hậu đa dạng với những ngọn núi tuyết ở phía Bắc và sa mạc nóng bức ở phía Nam. Hơn một nửa dân số Israel, tức là hơn 5 triệu người, sống ở vùng đồng bằng biển hẹp gần với Địa Trung Hải. Biển Chết nằm giữa Israel và Jordan, là điểm thấp nhất trên bề mặt trái đất, ở độ thấp là 416 mét dưới mực nước biển. Nước rất mặn và giàu khoáng chất, nên không có loài động vật và thực vật nào có thể coi đây là một môi trường lý tưởng của mình. Nước ở Biển Chết thì ấm quanh năm. Phần lớn những gì ngày nay là lãnh thổ Israel trước đây đã từng được bao phủ bởi rừng. Nhưng đầu những năm 1900, nhiều cây đã bị chặt lấy gỗ và đất đai được dọn sạch để nhường chỗ cho những cánh đồng. Israel bây giờ hiện đang nỗ lực để trồng lại cây và có lại rừng. Hơn 200 triệu cây xanh đã được người Israel trồng trong hơn 60 năm qua. Những khu bảo tồn thiên nhiên cũng được thành lập để bảo vệ chó sói, cáo, báo hoa mai, đà điểu cũng như những loài khác, cũng như để nhân giống các loài động vật bị đe dọa. Có thể nói, người Israel rất giỏi trong việc phủ xanh. Hiện nay, dân số của Israel là 10 triệu người. Israel được thành lập làm tổ quốc của người Do Thái và cũng được gọi là nhà nước Do Thái. Luật trở về của Israel được trao cho toàn bộ người Do Thái và những người có tổ tiên Do Thái sẽ có quyền, có tư cách công dân của Israel. Khi Israel được thành lập vào năm 1948, thì đất nước lúc bây giờ chỉ có dân số là 806.000 người mà thôi. Nhưng luật trở về, như đã nói, giúp cho dân số của Israel phát triển. Khoảng 2/3 dân số Israel được sinh ra tại Israel. Những người khác thì đến từ hơn 100 quốc gia khác nhau trên thế giới. Dân số Israel có khoảng 75% là người Do Thái, phần còn lại chính là những người Ả Rập. Về mặt ngôn ngữ, Israel có hai ngôn ngữ chính thức, đó là tiếng Do Thái và tiếng Ả Rập. Tiếng Do Thái, hay đôi khi còn gọi là tiếng Hebrew, là ngôn ngữ được nói rộng rãi nhất tại Israel. Ngôn ngữ này đã tồn tại được khoảng 3.000 năm. Nó từng bị thất truyền trong một thời gian dài, và người dân Israel đã dày công tìm tòi, nghiên cứu để đưa thứ ngôn ngữ này trở lại. Đây là ngôn ngữ duy nhất trên thế giới từng bị thất truyền nhưng đến bây giờ lại được sử dụng trở lại. Cộng đồng người Do Thái coi tiếng Do Thái là thánh ngữ, là thứ ngôn ngữ được dùng để viết kinh cựu ước. Chữ Do Thái thì sẽ được viết từ phải sang trái, chứ không phải là từ trái sang phải. Thành phố thủ đô của Israel là một thành phố rất nổi tiếng, Jerusalem. Đây là một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới và được coi là một địa điểm linh thiêng với ba tôn giáo chính khởi nguồn từ Abraham: Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Cả Israel và Palestine đều tuyên bố Jerusalem là thủ đô của họ. Trong lịch sử lâu dài của mình, Jerusalem đã bị phá hủy ít nhất là 2 lần, bị bao vây 23 lần, bị chiếm 44 lần và bị tấn công 52 lần. Đối với người Do Thái, bức tường phía Tây hay bức tường than khóc tại Jerusalem là điểm đến linh thiêng nhất tại vùng đất thánh này. Mỗi năm, nơi đây chào đón hàng triệu tín đồ, du khách tới hành hương. Họ thường đứng trước bức tường và thành kính cầu nguyện. Mọi người sẽ viết những điều ước của mình vào một mảnh giấy nhỏ, nhét vào khe hở của bức tường. Những người mộ đạo tin rằng, nếu làm thế tại bức tường này, lời khẩn cầu của họ sẽ tới tai Thượng Đế và được đáp ứng. Trong hơn 1.000 năm, Jerusalem bị cai trị dưới các luật lệ của người Hồi giáo, và người Ả Rập thường sử dụng bức tường này như một địa điểm để tập kết rác. Họ làm thế để làm bẽ mặt người Do Thái đến cầu nguyện ở bức tường này. Điều này phần nào cũng nói lên được nỗi xót xa của người Do Thái và tiếng than khóc của họ cho kiếp nghìn năm vong quốc, cho những tai ương bất hạnh của dân tộc. Thế nên bức tường này được gọi là bức tường than khóc. Hòa bình rất mong manh trong khu vực đầy biến động Jerusalem này. Hầu hết đàn ông và phụ nữ Israel gốc Do Thái đều tham gia lực lượng phòng vệ Israel sau khi học xong. Đàn ông sẽ phục vụ trong 3 năm và phụ nữ sẽ phục vụ trong quân ngũ 2 năm. Những năm gần đây, Israel đã xây dựng bức tường dài hàng trăm dặm xung quanh bờ Tây để ngăn chặn những kẻ đánh bom liều chết tiến vào đất nước này. Người Palestine thì tin rằng bức tường đang cắt đôi các thị trấn và trang trại để biến bờ Tây trở thành một nhà tù. Về mặt kinh tế, Israel là một đất nước tương đối nghèo tài nguyên thiên nhiên, phụ thuộc vào việc nhập khẩu dầu mỏ, nguyên liệu thô, lúa mì, khí đốt, kim cương thô và một số sản phẩm ở đầu vào khác. Tuy nhiên, việc lệ thuộc hoàn toàn vào năng lượng nhập khẩu có thể thay đổi
vì gần đây Israel đã phát hiện ra một trữ lượng lớn các mỏ khí tự nhiên ở vùng bờ biển nước này. Đất nước này cực kỳ năng động trong việc phát triển kinh tế và đặc biệt năng động trong việc phát triển phần mềm, viễn thông, chất bán dẫn cũng như sản xuất vũ khí. Việc tập trung cao các ngành công nghệ ở Israel với sự hỗ trợ của những phong trào đầu tư mạo hiểm, những phong trào khởi nghiệp giúp Israel còn được gọi với một danh xưng là quốc gia khởi nghiệp. Du lịch, đặc biệt là du lịch tôn giáo cũng là một ngành quan trọng tại Israel. Nhờ có khí hậu ôn hòa, các bãi biển, các di chỉ khảo cổ học, các di tích lịch sử, nơi đây trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người, mặc dù vẫn có những sự gờn gợn về vấn đề an ninh an toàn trong khu vực. Kinh tế của Israel, tôn giáo tại Israel, ẩm thực tại Israel và những thành tựu của người Israel liên quan mật thiết đến người Do Thái. Người Do Thái bắt nguồn từ một nhóm dân tộc và cũng là một nhóm tôn giáo ở Trung Đông trong thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên. Họ là những người chiếm đa số tại Israel như đã đề cập. Họ đã trải qua một lịch sử lâu dài bị đàn áp và thậm chí bị thảm sát trên nhiều vùng đất khác nhau. Dân số và sự phân bố của người Do Thái qua nhiều thế kỷ liên tục thay đổi. Số lượng người Do Thái trên khắp thế giới đạt đỉnh là 16,7 triệu người trước Thế chiến thứ 2, chiếm khoảng 0,7% tổng dân số thế giới vào thời điểm đó. Nhưng khoảng 6 triệu người Do Thái đã bị tàn sát có hệ thống suốt một nạn được gọi là nạn diệt chủng Do Thái. Bên cạnh Israel, đất nước có người Do Thái nhiều thứ hai trên thế giới chính là nước Mỹ với gần 6 triệu người Do Thái. Chỉ số IQ trung bình của người Do Thái theo nhiều nghiên cứu là vào khoảng 110 so với mức 100 của toàn cầu. Chênh lệch 10 đơn vị nhưng tỷ lệ sản sinh thiên tài giữa hai cấp độ lên đến khoảng từ 120 cho đến 150 lần. Và người Do Thái tại Israel thì có một cách ăn uống rất riêng. Có 7 loài được mô tả trong Kinh Thánh Do Thái, đó là lúa mì, lúa mạch, nho, quả vả, quả lựu, quả ô liu và quả trà là. Đây cũng là 7 loại cây trồng bản xứ của Israel và được dùng rất phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của người Do Thái. Cách nấu nướng và ăn uống của người Do Thái tuân thủ nghiêm ngặt theo luật tôn giáo mang tên Kashrut. Luật này quy định rất chi tiết các loại thực phẩm được phép ăn và cấm ăn, thậm chí quy định cả cách thức giết mổ và cách ăn. Thực phẩm đáp ứng đầy đủ của luật này được gọi là kosher. Ngày nay thực phẩm kosher, nhà hàng kosher, đầu bếp kosher đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Và tất nhiên, để được dán nhãn kosher thì không hề đơn giản. Chúng phải được các tổ chức tôn giáo chuyên trách do những giáo sĩ Do Thái trực tiếp kiểm nghiệm và chứng nhận. Đặc biệt, nhà hàng kosher phải đích thân do đầu bếp người Do Thái thực hiện. Một trong những nguyên tắc của quy tắc ăn uống này đó là nghiêm cấm trộn thịt với sữa. Nguyên tắc thứ hai đó là chỉ được ăn thịt các loài gia súc có móng trẻ, ăn cỏ và nhai lại như bò, dê, cừu, nai. Thịt lợn, thịt thỏ, thịt ngựa và lạc đà bị cấm ăn vì lợn thỏ không nhai lại, còn ngựa và lạc đà tuy ăn cỏ nhưng lại không có móng trẻ. Các loài côn trùng và bò sát đều bị liệt vào danh sách cấm ăn. Người Do Thái cho rằng thú tính của con vật nằm ở dòng máu của chúng. Bởi vậy ăn tiết động vật sẽ khiến con người bị nhiễm thú tính, đầu óc trở nên mù muội, nòi giống dần bị thoái hóa đi, họ sẽ không ăn tiết. Với các loài thủy sinh, tuyệt đối không ăn các loài có vỏ như là tôm, cua, nghêu, sò, ốc, hến, chỉ được ăn các loài cá có vây và vảy. Tất cả các loài cá không vảy như là lươn, trê, trình, tầm đều bị cấm ăn. Hay không ăn các loài động vật không có xương sống, đồng thời không ăn cả thịt và cá trong cùng một bữa ăn. Những luật nghiêm ngặt này đã giúp người Do Thái phát triển một cách lành mạnh. Và ngay cả tem bưu chính của Israel cũng sử dụng keo kosher. Vì người Israel sợ rằng khi dán tem thì phải dùng lưỡi để dán tem và trong thành phần của keo dán lại có một cái gì đó cấm ăn hoặc cấm cho vào miệng. Thế nên họ đã phải chế một loại keo dán riêng. Đúng là ít nơi đâu cẩn thận, chu đáo và chi tiết như người Israel. Bởi thế nên họ đã đạt được những thành tựu đáng ngạc nhiên. Cần phải nhớ rằng hơn một nửa diện tích của Israel là sa mạc, nhưng nước này vẫn có đội trượt tuyết và đã từng tham dự Olympic. Israel đã tái chế 90% lượng nước thải mà họ tạo ra, trở thành quốc gia hàng đầu trên thế giới về tái chế nước thải. Tại Mỹ, chỉ có 1% nước thải được tái chế mà thôi. Hay, một công ty của Israel đã phát triển một bộ máy, máy này có khả năng tạo nước trong khí quyển, từ đó tạo ra nước uống sạch từ chính không khí. Nó được triển khai trong các tình huống thảm họa trên thế giới. Israel cũng có hơn 50 công ty khởi nghiệp về thịt nhân tạo, một con số cao không tưởng so với những quốc gia khác trên thế giới, khiến nước này trở thành một cường quốc về thịt nhân tạo. Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi Israel là quốc gia có số lượng người ăn chay bình quân đầu người cũng thuộc vào loại cao nhất hành tinh. Hay một ví dụ nữa, một công ty của Israel đã phát triển một loại sơn sử dụng ánh sáng mặt trời để kích hoạt cơ chế làm mát trên ô tô, tòa nhà, máy bay,
thậm chí là trên các loại thuốc nhuộm dùng cho quần áo, giúp điều hòa không khí mà không cần dùng đến điện. Trời càng nóng, lớp phủ sơn này càng nguội đi và giúp cho công trình bên trong càng trở nên mát hơn. Các sinh viên Israel cũng giành được các giải thưởng quốc tế về sản xuất mật ong thật mà không cần dùng đến ong, sử dụng một loại vi khuẩn được lập trình để học cách làm mật ong. Hay, các nhà khoa học ở Israel đã trồng được trà lạ tươi từ những hạt giống từ thế kỷ thứ 6 được tìm thấy tại chính đất nước Israel. Đó chỉ là những ví dụ rất cụ thể về sự tài giỏi của người Israel. Israel, một đất nước nhỏ nhưng đạt được nhiều thành tựu lớn. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Nếu cảm thấy thú vị, bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.